Thưa quý vị, lực lượng Israel đã tìm thấy 800 lối vào của mạng lưới đường hầm và hầm ngầm rộng lớn của Hamas kể từ khi chiến dịch trên bộ ở Gaza bắt đầu vào ngày 27 tháng 10. Quân đội Israel cho biết đã phá hủy hơn một nửa hệ thống đường hầm của phong trào Hồi giáo Hamas. Trước cuộc chiến bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 ở giải Gaza, Hamas cho biết họ có hàng trăm km đường hầm để bảo vệ và đóng vai trò là căn cứ hoạt động tại đây. Đây là một mạng lưới được cho là có quy mô tương đương với hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, nước Mỹ. Điều đó khiến hệ thống trên trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc không kích của Israel bằng đạn xuyên thấu. Các kỹ sư quân đội Israel đã sử dụng robot lập bản đồ và gen nổ có thể đổ vào các đường hầm này. Một người đàn ông ở thành phố New York, Mỹ đã dùng dao đâm chết bốn thành viên trong gia đình của mình, trong đó có hai trẻ em làm một phụ nữ trọng thương, sau đó tấn công hai nhân viên cảnh sát. Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết một cô gái gọi điện báo cáo vụ việc anh họ của cô đang giết các thành viên trong gia đình cô ở khu phố Far Rockaway, quận Queens. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và tiêu diệt nghi phạm. Trước khi bị bắn chết thì nghi phạm đâm hai nhân viên cảnh sát. Bốn người bị đâm tử vong gồm một cậu bé 12 tuổi, một bé gái 11 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi và một nam giới khoảng 30 tuổi. Nạn nhân thứ năm, một phụ nữ 61 tuổi cũng bị đâm và đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và một số tổ chức từ thiện đã cam kết tài trợ 777 triệu đô la Mỹ cho những nỗ lực loại bỏ các căn bệnh nhiệt đới bị lãng quên, được cho là có thể nghiêm trọng hơn khi nhiệt độ tăng. Cam kết trên được đưa ra tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra tại Dubai UAE. Tại cuộc họp UAE cam kết đóng góp 100 triệu đô la Mỹ quỹ từ thiện Bill Gates đóng góp 100 triệu đô la Mỹ, trong khi số tiền còn lại thuộc về các tổ chức của Bỉ, Đức và Mỹ. Theo giới chuyên gia, gánh nặng do các căn bệnh nhiệt đới gây ra sẽ tồi tệ hơn khi trái đất ấm lên, cùng với đó là các mối đe dọa sức khỏe liên quan đến khí hậu như là suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và sốc nhiệt. Nhóm giám sát khí hậu Net Zero Checker ngày 4 tháng 12 cảnh báo rằng hầu hết các quốc gia cam kết về mục tiêu phát thải dòng khí carbon bằng không đều chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và điều này khiến những cam kết có nguy cơ chỉ là những lời nói suông. Nhóm Net Zero Tracker, tập đoàn các chuyên gia thuộc một số trung tâm nghiên cứu uy tín, trong đó có trường đại học Oxford của Anh, công bố một báo cáo trong bối cảnh hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra tại UAE khi các đại biểu thảo luận về mục tiêu giảm dần hay loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đang nung nóng trái đất. Theo báo cáo, hiện có khoảng 150 quốc gia đã đưa ra cam kết chung chung về mục tiêu phát thải dòng bằng không, tương đương giảm 88% tổng lượng khí gây hướng nhà kính do con người thải ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mới chỉ có 13% trong số các nước này đưa ra ít nhất một cam kết cụ thể về loại bỏ dần việc sử dụng, sản xuất hoặc thăm dò than, dầu hay khí đốt. Khả năng hiện thực hóa các cam kết về mục tiêu phát thải dòng có thể bị sói mòn nếu chúng không được hoạch định kế hoạch rõ ràng. Khi không có kế hoạch triển khai, một đời cam kết sẽ chỉ như tấm biển quảng cáo, được tuyên truyền nhưng không bao giờ được thực hiện nghiêm túc. Các chuyên gia của Net Zero Tracker xem xét hơn 1.500 quốc gia, khu vực, thành phố và các công ty lớn đã cam kết về mục tiêu phát thải dòng bằng không, phân tích mức độ nghiêm túc của họ trong việc thực hiện mục tiêu này. Kết quả cho thấy khoảng 95% các quốc gia sản xuất dầu khí không cam kết loại bỏ dần hoạt động thăm dò. Trong khi đó, 56% doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực sản xuất than đã cam kết loại bỏ dần loại nhiên liệu đặc biệt gây tổn hại môi trường này. Một số doanh nghiệp châu Phi và châu Âu thực hiện tương đối tốt mục tiêu phát thải dòng bằng không, trong khi các công ty Mỹ lại tụt lại phía sau. Báo cáo cũng ca ngợi Tây Ban Nha đã luật hóa các mục tiêu này, cũng như việc thủ đô Stockholm của Thụy Điển đưa ra mục tiêu rõ ràng về giảm phát thải và công ty năng lượng Ostet Đan Mạch đã thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch. Theo một nghiên cứu gần đây, hơn một nửa người châu Âu cho biết ngân sách tài chính của họ đã bị thắt chặt trong 3 năm qua, buộc nhiều người phải cắt giảm số bữa ăn cũng như là lượng thức ăn trong ngày. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy giá cả tăng cao đã đẩy gần một phần ba người dân châu Âu vào tình trạng tài chính bấp bênh. Gần một phần ba người châu Âu cho biết họ đã bỏ bữa khi đói, trong khi đó tỷ lệ này ở Hy Lạp và Moldova đặc biệt cao. Các lựa chọn khác bao gồm không bật máy sưởi, vay tiền và không điều trị khi sức khỏe gặp vấn đề. Mức độ nghiêm trọng của tình hình được phản ánh khi 21% bậc cha mẹ cho biết phải hạn chế phần ăn của mình để nhường cho con. Trung tâm Y tế và Lão Khoa Tokyo vừa qua đã công bố kết quả nghiên cứu mới, cho thấy những người cao tuổi nuôi chó có nguy cơ mất trí nhớ thấp hơn đến 40% so với những người không nuôi loại vật này, trong khi việc nuôi mèo chỉ có tác dụng không đáng kể. Đồng thời không chỉ có chó, mèo mới có thể tăng cường trí não. Những thú cưng khác như thỏ, chuột đồng, chim, cá, bò sát cũng cho kết quả tương tự, mặc dù hai thú cưng thịnh hành nhất vẫn là chó và mèo. Một ngôi làng bánh gừng đang được trưng bày tại chợ Chelsea ở Manhattan của Mỹ cho đến hết mùng 7 tháng 1 năm sau. Ngôi làng bánh gừng với khoảng 800 ngôi nhà là sản phẩm của nghệ sĩ và nhà sáng tạo người Mỹ Len Jolovic, người đã nướng và trang trí những ngôi nhà bánh gừng, cất giữ chúng dưới tầng hầm nhà mình ở khu Queens, New York kể từ giữa mùa hè. Đây là năm thứ 30 liên tiếp nghệ sĩ Lovic tạo ra ngôi làng bánh gừng khổng lồ để chào mừng Giáng sinh. Anh cũng là người đang giữ kỷ lục thế giới Guinness về chiếc bánh gừng lớn nhất. Mỗi dịp Giáng sinh đến là chúng ta lại thấy một món quà Noel rất đặc trưng, đó là quả cầu tuyết xuất hiện trong các gia đình. Vậy quả cầu tuyết đã được ra đời như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Thực ra chúng ta không nên lắc quả cầu tuyết, các bạn chỉ cần dốc ngược xuống để lại một lúc rồi lật lại, chúng ta sẽ nhìn thấy cả một bầu trời tuyết rơi. The đây là sừng nhỏ của gia đình ông Edwin Percy Đệ Tam, cháu trai của người đàn ông tuyên bố đã phát minh ra quả cầu tuyết hơn 100 năm trước, vẫn duy trì hoạt động cho đến ngày nay. Nhiều mẫu cầu thủy tinh của họ được bày bán tại các chợ Giáng sinh với các địa danh trang trí như nhà thờ Saint Stephen hay vòng đua quay Rissenrad. Trở lại năm 1900, Edwin Percy, một nhà sản xuất dụng cụ y tế tại Viên, Áo, muốn cải thiện hiệu suất của bóng đèn sử dụng trong phòng phẫu thuật. Ông đã đổ đầy nước vào một quả cầu thủy tinh để tăng sự hội tụ ánh sáng tại một điểm chính xác hơn. Và trong lúc say mê nghiên cứu, ông đã tìm thấy bột báng, một loại bột mì để làm món mì ý chứ danh. Ông nội tôi hồi đó đi vào bếp của mẹ và nhìn thấy bột báng. Ông cho một ít vào bát nước và khi khuấy lên thì thấy chúng cứ trôi lơ lửng rất chậm xuống đáy bát. Ông đã nghĩ rằng chúng trông thật giống như tuyết đang rơi trong bát nước thủy tinh vậy. Và quả cầu tuyết mà chúng ta thường mua mỗi mùa Noel đã ra đời một cách tình cờ như thế. Sau hơn 100 năm, thế hệ thứ ba của dòng họ Percy vẫn tiếp tục truyền thống sản xuất quả cầu tuyết mỗi dịp Giáng sinh đến. Số lượng có thể lên đến khoảng từ 200 đến 300 nghìn quả cầu tuyết mỗi năm. 80% trong số đó được xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản. Ngoài các đơn hàng số lượng lớn, khách lẻ của xưởng cũng có cả các cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Bill Clinton và Barack Obama. Giá cả của những quả cầu thủy tinh sẽ khác nhau tùy theo kích thước, từ 7 euro cho quả cầu tuyết nhỏ đường kính 2,5 cm đến 25 euro cho quả cầu 12 cm thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động hôm nay